Nói đến các di sản của vùng đồng bằng Bắc Bộ thì không thể không nói đến những dòng gốm cổ tinh hoa, gốm Chu Đậu, dòng gốm cao cấp rất được ưa chuộng từ khoảng thế kỷ thứ 14-15 và sau đó đến thế kỷ thứ 17 thì bị thất truyền. Sau mấy trăm năm hầu như không còn được nhắc đến, giờ đây gốm Chu Đậu lại hồi sinh rực rỡ trên chính mảnh đất quê hương Nam Sách Hải Dương với màu men cho chấu có một không hai. Xí nghiệp cũng phải tuyển dụng nhân lực, đầu tư rất nhiều, mời các chuyên gia, các nghệ nhân, các chuyên gia giỏi ở các làng nghề và các nơi về để nghiên cứu phục lại cái dòng men này. Mà chúng tôi cũng khẳng định đây là cái dòng men có thể nói là duy nhất trên thế giới hiện nay. Đây là một cái dòng men độc đáo ở đúng gốm Chu Đậu thời xưa. Lặng nhau từ chất miều của quê hương, ta cùng nhau nêu cao truyền thống, nghi gốm tinh hoa của dòng sông tiên dòng. Không phải ngẫu nhiên mà trong ba dòng gốm nổi tiếng xứ Đông ngày ấy là gốm Cậy ở Bình Giang, gốm Quao ở Nam Sách, chỉ có gốm Chu Đậu là được hồi sinh và phát triển mạnh mẽ đến giờ. Có mặt tại 46 bảo tàng danh tiếng tại 32 quốc gia, xuất khẩu chính ngạch sang 20 nước trên thế giới. Giờ đây nhiều mẫu hoa văn họa tiết vốn có niên đại hàng trăm năm vẫn đang được các nghệ nhân Chu Đậu nghiên cứu, phục chế lại sinh động. Sau khi khôi phục được nghề, phải làm cho thương hiệu gốm Chu Đậu mang tầm quốc tế, tầm vóc mà dòng gốm này từng đạt được ở thế kỷ 15-16. Ước mơ ấy đang từng bước được hiện thực từ chính những đôi bàn tay lành nghề và trái tim biết nâng niu di sản của ông cha. Chúng tôi chắc chắn là có thể cam kết rằng sẽ phải vươn lên để có thể có nhiều cái thiết kế mà mới của thế kỷ 21. Ngoài ra duy trì, bảo tồn, kế thừa, phát triển những cái sản phẩm, những cái thiết kế của những sản phẩm đã có lịch sử lâu đời mà đều đã có những cái ý nghĩa của từng sản phẩm. Với 10 chữ vàng gốm Chu Đậu bản sắc Việt tỏa sáng năm châu được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng. Giờ đây những sản phẩm độc đáo của gốm Chu Đậu đã trở thành một trong những quà tặng quốc gia cho các nguyên thủ khi mà tới thăm Việt Nam. Niềm tự hào này khiến cho lớp lớp những nghệ nhân trẻ ở Chu Đậu tiếp tục sáng tạo và theo đuổi nghề để đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường.